Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cả cầu trường Old Trafford như thể muốn nổ tung. Ronaldo xuất hiện đúng lúc sút tung lưới Villarreal cũng như hy vọng có điểm của đương kim vô địch Europa League. Quỷ đỏ đã phục thù thành công và những cổ động viên trên khán đài say sưa với niềm vui chiến thắng. Ronaldo tiến thẳng đến khán đài gần nhất, lột bỏ chiếc áo đấu và tung nó lên thật cao ở trên không trung. Cứ như thể một tay của anh đã đưa tinh thần của đội bóng này lên ngút trời vậy. Chiến thắng nhọc nhằn đã đến sau chuỗi phong độ phập phù và nửa đỏ thành Manchester sẽ trở lại ngoại anh với nhiệm vụ cấp bách, đó là đứng dậy sau vấp ngã tai hại ở vòng đấu trước. Sau cuộc vui ngắn ngủi từ chiến thắng nghẹt thở hôm thứ Năm trước Villarreal ở Champions League, Man United sẽ tiếp tục chiến dịch Premier League trên sân nhà trước Everton vào chiều thứ Bảy. Man United hiện đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 1 điểm, trong khi Everton của Rafa Benitez đứng ở vị trí thứ 5, bằng điểm với đối thủ của họ tại Old Trafford vào cuối tuần này. Một trận đấu được dự báo mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò Ole Solskjaer, bởi Everton đang có một phong độ rất tốt. Nếu xem xét tất cả một cách tổng thể, Quỷ đỏ đang có một khởi đầu tích cực trong mùa giải Premier League 2021-2022. Với việc giành được 13 điểm sau 6 trận đấu, giúp họ đứng thứ 4 và chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Những đội bóng đã 20 lần vô địch nước Anh mới phải chịu thất bại 0-1 trên sân nhà trước Aston Villa vào cuối tuần trước. Thật vậy, cú đánh đầu muộn của Courtney Hulls đã ấn định chiến thắng cho Villa tại Old Trafford. Trong khi đó, Bruno Fernandes đã bỏ lỡ một quả phạt đền cho đội nhà với nỗi thất vọng lớn. Đội bóng của Solskjaer sẽ rất cố gắng để giành thêm 3 điểm trước kỳ nghỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Đáng nói hơn cả, những chiến thắng của Man United mùa này chưa cho thấy sự thuyết phục. Họ đa phần thắng chật vật trước những đối thủ yếu, chơi một thứ bóng đá bê tắc mà chẳng có miếng đánh rõ ràng nào. United đang dựa dẫm rất nhiều vào ngôi sao lớn nhất của đội bóng Cristiano Ronaldo. Sau quãng thời gian trải qua một lịch thi đấu tương đối dễ chịu, Quỷ đỏ sẽ có một tháng 10 và tháng 11 cực kỳ vất vả khi đụng phải những đối thủ máu mặt. Chiến thắng trước Everton vào thứ Bảy sẽ giúp tăng cường sự tự tin trước giai đoạn khó khăn. Nhưng một trận thua một lần nữa sẽ dẫn đến những câu hỏi xung quanh tương lai của Solskjaer tại câu lạc bộ. Everton từng bị Man United đánh bại 4-0 trong trận giao hữu trước mùa giải tại Old Trafford vào ngày 7 tháng 8. Trận thua 4 bàn không gỡ trước nửa đỏ thành Manchester chắc hẳn khiến một số cộng viên của câu lạc bộ lo sợ điều tương tự có thể xảy ra trong mùa giải chính thức này. Việc bổ nhiệm Benitez làm huấn luyện viên trưởng vẫn còn gây tranh cãi ở thành phố Cảng, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mang lại một số kết quả xuất sắc trong mùa giải năm nay. The Toffer tự hào có thành tích tương tự với Man City, Chelsea, Man United và Brighton. Thắng 4, hòa 1 và thua 1 trong 6 trận mở màn. Ông cùng các học trò thực sự đang có một cuộc dạo chơi tại Ngoại hạng Anh. Giống như United, Everton đã chịu thất bại 0-3 trước Aston Villa vào ngày 18 tháng 9 trước khi thua Queen Park Rangers trên chấm phạt đền ở Carabao Cup 3 ngày sau đó. Đội bóng vùng Merseyside đã trở lại mạch chiến thắng trước đó khi có kết quả 2-0 trước Norwich đang gặp khó khăn ngay tại Goodison Park. Andros Townsend và Adulaye Doucouré đã ghi các bàn thắng của đội bóng Benitez trước Chim Hoàng Yến và một chiến thắng khác vào cuối tuần này sẽ kích thích tinh thần đội bóng trước khi chạm trán West Ham và Watford đang có phong độ cao sau quãng thời gian nhường chỗ cho đợt hội quân đội tuyển quốc gia. Everton đã không thắng tại Old Trafford trong bất kỳ cuộc đấu nào kể từ tháng 12 năm 2013. Nhưng trong số 5 lần gặp nhau gần nhất ở Premier League giữa hai bên, Quỷ đỏ thắng 1, hòa 3, thua 1 trước Everton. Hơn nữa, Man United đã không đánh bại Torfer trên sân nhà kể từ tháng 10 năm 2018. Man United sẽ một lần nữa không có sự phục vụ của Marcus Rashford và Ahmed Diallo do chấn thương, trong khi đội trưởng Harry Maguire của câu lạc bộ phải ngồi ngoài cho đến sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế với vấn đề ở bắp chân. Luke Shaw đã vắng mặt trong trận gặp Villarreal vào thứ Tư do một chút vấn đề về cơ bắp, nhưng dự kiến sẽ trở lại đội hình vào trận đấu này. Victor Lindelof sẽ giữ vị trí của mình ở trung tâm hàng phòng ngự. Tuy nhiên, sẽ có những sự thay đổi từ cuộc đụng độ với tàu ngầm vàng. Nemanja Matic và Fred có khả năng đá chính, trong khi Jadon Sancho có thể bị đẩy lên băng ghế dự bị để Paul Pogba đá cánh trái. Edinson Cavani đang thúc đẩy việc ra sân từ đầu. Và Solskjaer chắc chắn cũng sẽ phải cân nhắc đến việc rút Ronaldo ra khỏi đội hình chính để siêu sao người Bồ Đào Nha nghỉ ngơi. Dẫu vậy, chiến lược gia người Na Uy khó lòng cất anh đi trong một trận đấu quan trọng như thế này. Về phía Everton, Jordan Pickford được cho là sẽ vượt qua vấn đề ở vai để xuất phát. Tuy nhiên, danh sách chấn thương kéo dài vẫn bao gồm Andre Gomes, Jean-Philippe Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Fabian Delph, Seamus Coleman và Richarlison. Trả lời trong cuộc họp báo, Benitez đã nói về tình hình chấn thương của siêu sao số 1 đội bóng Richarlison. Chúng tôi đã nói về tương lai, tình hình của cậu ấy. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo cậu ấy khỏe mạnh. Tôi đã nói chuyện với một người đại diện của anh ấy và đó là cuộc trò chuyện rất tốt và mọi thứ đều tích cực. Thế là xong. Dẫu sao, The Toffer cũng không đón nhận thêm bất kỳ tổn thất mới nào trong chiến thắng của họ trước Norwich tuần trước.
Vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy đội hình xuất phát tương tự được tung vào sân. Townsend và Demarai Gray đều đã gây ấn tượng cho câu lạc bộ mới của họ trong mùa giải này. Và với sự vắng mặt của Richarlison và Calvert-Lewin trong cuộc đụng độ tại Old Trafford, có nghĩa là Salomon Rondon nên xuất hiện ở mũi nhọn hàng tấn công vào chiều thứ bảy. Đội hình dự kiến của Man U hoàn toàn có thể có chút xáo trộn so với trận đấu ở Champions League hồi giữa tuần. Đứng trong khung gỗ vẫn là cái tên quen thuộc David De Gea. Bộ đôi trung vệ nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp của Raphael Varane và Lindelof bởi sự vắng mặt của đội trưởng Harry Maguire. Bộ đôi hậu vệ cánh phải sẽ là Wan-Bissaka cùng với Shaw ở cánh trái. Với sự ưa thích của huấn luyện viên Solskjaer, hai tiền vệ trụ có thể sẽ là sự xuất hiện của Matic cùng Fred. Bộ ba tiền vệ công là Bruno đá ở trung tâm, Pogba lệch trái, đồng thời Greenwood đá lệch phải. Đá cạm nhất trong sơ đồ 4-2-3-1, ưa thích của Solskjaer sẽ là mũi công chủ lực Cristiano Ronaldo. Ở phía đối diện, đội khách Everton không có lý do gì để thay đổi đội hình xuất phát, đã giành chiến thắng trước Norwich ở vòng 6. Án ngữ trong khung thành vẫn là thủ môn số 1 Jordan Pickford, hậu vệ cánh phải là Ben Crawford cùng với Lucas Digne ở cánh đối diện. Bộ đôi trung vệ vẫn là hai cái tên quen thuộc Jeremina và Keane. Bộ đôi tiền vệ trung tâm đang chơi cực hay là Alan và Doucouré sẽ được Benitez tin dùng. Tiền vệ cánh trái là Alex Iwobi, còn Townsend với phong độ cao sẽ đá cánh phải. Demarai Gray sẽ đá như một tiền đạo hộ công, đằng sau một trung phong cắm thuần túy, Salomon Rondon. Huấn luyện viên Ole Solskjaer đã chia sẻ trong cuộc họp báo mới nhất: "Chúng tôi lội ngược dòng để đánh bại những đội bóng giỏi và đã làm điều đó rất nhiều lần. Cả đội cầm bóng tốt nhưng chúng tôi quá sơ hở trong việc chống phản công. Các thủ phải cố gắng khắc phục điều đó. Sự thúc đẩy năng lượng tích cực mà bạn nhận được từ đội bóng sau chiến thắng vào ngày thứ tư phải được tiếp tục duy trì. Đó là một sự thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi cần phải bắt đầu như cách đã kết thúc trận thắng đó." Những phát biểu từ nhà cầm quân người Na Uy đang thể hiện tinh thần rất cao của toàn đội. Trận đấu phía trước hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc chạm trán hấp dẫn đến từ những cá nhân. Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn của mình tại Ngoại hạng Anh. Siêu sao người Bồ Đào Nha rõ ràng có đẳng cấp vượt trội trước hàng phòng ngự của Everton, nhưng anh cũng cần dè chừng trước thủ thành Pickford. Dù mới chỉ sửa sạch lưới 2 trận cho đội nhà, thủ thành đội tuyển Anh đang sở hữu trung bình 2,8 và cứu thua mỗi trận. Đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất cần vượt qua để CR7 có được bàn thắng thứ tư tại Premier League năm nay. Ở khu vực trung tuyến của hai đội, Bruno Fernandes sẽ phải đối đầu với hai tiền vệ trung tâm đang chơi cực hay là Doucouré và Alan. Alan với kỹ thuật cùng khả năng thu hồi, điều tiết bóng tốt sẽ gây khó dễ cho hàng tiền vệ đội chủ nhà. Ngược lại, Doucouré là một chiến binh sở hữu nền tảng sức mạnh thể chất đáng nể, sẵn sàng chiến thắng trong những pha tranh chấp bóng với Bruno. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cần cố gắng phát huy khả năng chuyền bóng của mình để vượt qua thành lũy này. Chưa hết, anh cũng cần sự hỗ trợ của Fred hay Matic để ngăn chặn những pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm của chính Doucouré. Phong độ cao của bộ đôi tấn công Townsend Gray sẽ đem đến cho hàng phòng ngự đang thiếu vắng đội trưởng Maguire nhiều lo lắng. Tuy nhiên, Raphael Varane cho thấy đẳng cấp của mình thực sự xứng đáng từng xu mà Quỷ Đỏ đã bỏ ra. Trung vệ từng vô địch World Cup đang thể hiện sự hòa nhập rất nhanh. Anh sẽ cùng Luke Shaw đảm nhận trọng trách kèm cặp hai mũi công vô cùng tốc độ và khéo léo của Everton bên cánh phải. Bộ đôi Gray và Townsend đang đóng góp tới 5 bàn và 2 kiến tạo cho đội quân của Rafa Benitez ở mùa này. Vậy nên khóa chặt họ chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Một trận cầu hết sức hấp dẫn khi cả hai đội đều đang hướng tới ngôi đầu của bảng xếp hạng. Chắc chắn rằng khi mà hai đội không có chênh lệch về điểm số, một trận đấu hấp dẫn sẽ được mang đến cho khán giả chờ đợi nó. Man United cần sớm đứng dậy sau thất bại muối mặt trước Aston Villa ở tuần trước. Everton sẽ chiến đấu để nối dài chuỗi thành tích ấn tượng đầu mùa. 3 điểm là một mục tiêu cần thiết cho cả hai vào lúc này.